Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh mua bán ô tô của em Vũ Siêu Auto. Và những ai yêu thích kênh của Vũ Siêu Auto thì xin cảm ơn quý vị các bạn cũng đã đồng hành với Vũ Siêu Auto trong thời gian vừa qua. Hôm nay thì bên em Vũ Siêu Auto lại để áp đứng định hình của tất cả quý vị khách hàng với những chiếc xe lằng nhằng khù khoằm, thì bên em Vũ Siêu Auto lại tiếp tục về cửa hàng một mẫu xe 7 chỗ ngồi gầm cao máy thoáng. Vâng, một chiếc xe một cầu máy xăng 2.4, hộp số sàn 5 cấp và đăng ký đến 7 chỗ ngồi, rộng rãi thoáng đãng, thương hiệu đến từ Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, đây chính là chiếc Ford Everest 2006. Máy xăng khỏe, bền, chắc chắn. Và đặc biệt là đây một chiếc xe cầu sau khá là chắc, đi vượt mọi địa hình. Một chiếc xe mang biển số tỉnh Quảng Ninh. Và thưa quý vị các bạn, đây là một dòng xe mà giá chỉ có hơn 100 triệu đồng đã có ngay chiếc xe này rồi. Ford Everest biển số 14A37144. Vâng, một chiếc xe bản một cầu, cầu sau, dẫn động cầu sau, 7 chỗ ngồi, rộng rãi, thoáng đãng, màu sơn ghi xám bắt mắt, khỏe, trẻ trung, năng động, lốp láp vì dày, độ lên rất nhiều đồ chơi, hệ thống âm thanh loa dàn đập uỳnh uỵch luôn, ghế da trần nỉ sạch sẽ, và đặc biệt chiếc xe là bản giá nóc đầy đủ luôn. Hôm trước thì chiếc xe vừa về cửa hàng em Vũ Siêu Auto chưa làm gì cả, chưa dọn dẹp, chưa làm một chút gì, máy số vẫn còn tương đối khá là ok. Thế mà hôm nay thì bên em đã dọn dẹp lại rồi, nhưng mà vừa mới đi công vụ về xong. Thế là bây giờ thì em review chi tiết cho quý vị các bạn một chiếc xe màu ghi hồng đẹp như thế này. Ford Everest 2006. Nói là 2006, đến nay là 15 năm rồi. Thế nhưng mà độ chất của xe thì vẫn còn có thừa. Máy của xe cực kỳ mượt mà, chạy cực kỳ ngon. Đặc biệt là con này thì được bác chủ là một cán bộ tỉnh của tỉnh Quảng Ninh nhá các bác ấy. Đi chiếc xe thì bác cũng hay thường xuyên là đi đường tối. Thế nên là bác cái độ lên bộ đèn mắt vàng này, đẹp luôn, đèn phá xương. Vâng, thế còn đèn của xe thì sử dụng là bầu đèn bóng halogen. Đấy, bầu rất là nét luôn các bác nhá. Bầu bóng sáng mới luôn. Logo Ford thì to vật vã, và đặc biệt cái mặt của xe này thì nó nổi bật luôn. Dòng 2006 thì nó chủ yếu được cái máy của con này thì rất là ngon. Vâng, dòng máy bền bỉ, máy thì máy xăng của chiếc xe thì dòng xe này chạy rất là chắc chắc nịch, và đặc biệt là máy khá là êm. Đấy, sơn xi tôn vỏ của xe thì tương đối khá là đều. Và đặc biệt đây là một dòng xe 7 chỗ rộng rãi thoáng đãng, điều hòa hai vùng mắt lạnh luôn, rét buốt luôn thưa quý vị các bạn. Vâng, đặc biệt là công năng sử dụng của các cái hộp đồ, đặc biệt là lốp treo này các bác ơi, lốp treo Everest. Vâng. Cốp này mở này, các bác nhìn này, rất là rộng luôn. Cốp cáp mở rất rộng rãi. Đấy. Và là về không gian đằng sau rộng để chân thoải mái luôn các bác nhá. Và khi các bác muốn để phụ kiện để đồ thì các bác có thể gạt cái hàng ghế này lên. Đấy, các bác để được khá là nhiều đồ luôn. Để đồ đằng sau thoải mái rộng rãi luôn. Đấy. Sàn đứng luôn này. Đấy, bậc để chân rất là chắc chắn luôn. Đấy, tapi cửa mở rất là ổn. Vâng, cánh sau mở cánh sau. Một chiếc xe bản 5 cánh cửa. Vâng, lốp treo, đèn đóm thì sạch sẽ, không lỗi lầm. Đấy, nội thất bên trong, ghế da này, các bác nhìn này, ghế da này, sạch sẽ, rộng rãi này. Đấy, không gian rất là rộng rãi. Và đặc biệt là từ sàn lên, từ dưới đất lên đến sàn thì nó cao đến khoảng 70 phân. Với tầm này thì các bác có thể lội nước đi khoảng tầm 7-80 phân ok nhá. Không phải để ý với bất kỳ địa hình nào. Vâng, một dòng xe khá là khỏe, bền. Máy thì chắc xe, tiếng máy cũng khá là ngon. Và con này kính lại zin, 2006 zin cả kính luôn. Vâng, keo chỉ rồi các bác nhìn, keo chỉ này, đều luôn, không lỗi lầm. Nội thất ghế da bên trong xe, các bác nhìn ạ. Vâng, ghế da này, chắc xe luôn. Và các cái phần khuyến mại cho các bác thêm hai cái áo ghế gỗ này. Đấy, rất là mượt mà. Tay vô lăng 4 chấu tích hợp với khi túi khí nha các bác nhé. Và con xe này thưa quý vị các bạn là lăn bánh thì cũng tương đối khá là nhiều. 23 vạn. Vâng, 23 vạn. Cầm số thì các bác nhìn ạ, tương đối theo thời gian. Đấy. Không gian bên trong trần nỉ sạch sẽ, được bọc ni lông. Điều hòa hai vùng cửa gió độc lập riêng biệt, nên là khả năng làm mát của xe tương đối khá là căng, không bị hiện tượng là nóng bức trong xe. Vâng, và dòng xe này đúng là một dòng xe nam tính, cho các bác nam chạy quá là ok rồi. Vâng, máy số thì khá là chất, gầm này sạch sẽ luôn, gầm bệ sạch sẽ, lốp láp thì căng. Lốp thì sử dụng đều là lốp Dualer Goriton.
Lốp đua lơ 689 các bác nhá. La răng to khỏe khoắn vành 15 inch. Lốp 265 70 vành 15. La răng đa chấu này. Đấy. Lốp thì vẫn còn tương đối khá là dày. Cua lốp sạch sẽ. Đều. Đấy, cua lốp sạch sẽ và đều luôn. Lốp bên này thì các bác có nhìn lốp 2015, lốp đua lơ Brighton. Vâng, lốp cũng là lốp khá là ngon, la răng đẹp. Dày. Lốp này các bác ạ, đánh giá lốp ngon ngợt luôn. Cua lốp thì hơi bụi đất một chút. Gầm sàn thì các bác nhìn ạ. Vâng. Chắc luôn. Và đây. Đấy, lốp sau thì sử dụng lốp Matic HP Bravo. Đấy các bác nhìn này, lốp rất dày luôn. Bụi đất thì vừa mấy em đi thử cái đoạn chỗ đằng kia nó có tí đất. Thế là đâm ra là cái quả này thì đi rất là chắc. Đấy. Khung gầm sắt xi thì cũng tương đối theo thời gian. Đấy, thế còn cản đấy các bác nhìn ạ. Vâng, đều luôn. Đấy. Cửa sau này, kính zin đấy các bác nhá, kính zin. Đấy, kính Templine Giang Vinh. Kính zin luôn, tapi sạch sẽ, điện đóm thì đầy đủ. Cái này thì em sẽ lên kia bật chìa khóa điện. Vâng, tính em thì cứ hay đi đến đâu tắt chìa khóa đến đấy. Vì căn bản là mình sợ ắc quy nó kém. Thế nhưng mà đây, để em bật cho các bác xem. Vâng. Nói chung điện đóm các thứ đầy đủ luôn, chốt cơ hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, chìa khóa điện khiển theo xe các bác nhá. Đấy, xe rất là ngon, ngon ngặt cành đào luôn. Đấy, kính lên xuống nhanh hơn là ăn cướp luôn. Đấy. Đấy, kính xịn xò luôn các bác nhá. Không lỗi lầm. Lên xuống thì nhanh như ăn cướp, còn lên thì từ tốn như là chị em phụ nữ đến ngày. Vâng, thưa quý vị các bạn, máy số thì chạy khá là ngon, lốp treo này. Lốp vẫn còn ngon, lốp này. Đấy, lốp Bravo. Dày. Đấy, cửa nẻo ấy chắc chắn khít khịt luôn. Đấy. Và tất cả kính thì cũng đã được dán phim cách nhiệt rồi nhá. Bên em đấy sắp chuẩn bị về một con Ford Escape. Đấy. Ui xời, xe rất là ngon. Chạy thì cực kỳ mượt. Đặc biệt là quả lốp của la răng của xe thì em rất kết. Đấy, kính điện này. Xuống nhanh kinh khủng luôn. Trơn trượt. Đấy. Kính này đảm bảo cho các bác là đến cái loại mới giờ còn không ăn thua. Thế còn kính chỉnh điện này ra. Kiểm tra kính chỉnh điện này. Ai chả vẫn còn ngon. Gương chiếu hậu chỉnh điện còn ngon. Thôi, đè nổ cái. Lắm mồm gác từ nãy giờ chưa đè nổ cái xe cái phí của. À, con này số sàn đấy các bác nhá. Đè nào. Ui, máy êm dã man luôn. Êm kinh khủng luôn. Đấy, điều hòa mát lạnh rất bút. Úi giời. Sao nào, điều hòa là bật AC rồi. Các bác nhớ nhá, bật điều hòa là phải bật AC nhá. Không hề đến lúc không có gió lại bảo tại bên nhà em. Gặp mưa đằng sau rồi các bác ạ. Đấy, đấy, đấy. Đấy, đấy, đấy. Gặp mưa đằng sau hoạt động hoàn toàn ok. Gặp mưa đằng trước thì em đang cài cái này. Em không gạt, chờ em tí, em lôi cái đấy ra cái gạt luôn. AC em không lỗi lầm các bác nhá. À, không lỗi luôn. Em đang phanh tay thôi, còn đâu không hề lỗi lầm. Em bỏ cái tờ ra. Đây các bác nhìn nhá, thông số em ghi rõ ràng đầy đủ luôn, không thiếu cái gì. Em để vào đây. Đấy, gạt mưa nè. Nước lôi phun phè phè, gạt kính đầy đủ. Đấy, hoạt động hoàn toàn bình thường, không thiếu một cái chức năng gì. Kính gạt rất sạch luôn. Đấy, rồi, tắt. Đấy, sao? Bây giờ là ta sẽ đi đến khoang động cơ để kiểm tra. Con này máy khá là êm. Máy êm không lỗi lầm. Uầy. Em nói thật các bác, em đến đây mà không nghe tiếng máy luôn. Đấy, các bác có nghe cái gì không? Toàn nghe thì cái ông cắt xẻ đằng kia ơi. Không nghe tiếng máy luôn. Phải nói là máy quá là êm luôn. Đúng là động cơ xăng xịn sò 2.4. Úi xò. Mở ra. Ủa, máy chạy êm cực kỳ luôn. Thưa quý vị các bạn, con này thì theo 5 tháng rồi, 15 năm rồi. Tôn vỏ thì cũng hơi chấm phẩy một chút. Thế nhưng mà được cái máy dầu máy của con này thì khá là ngon. Máy cực êm. Động cơ không hề rung lắc. Đấy, các bạn nghe tiếng có thấy cái gì không? Không nghe cái gì luôn. Máy thì y một tí thôi. Và con này sử dụng động cơ cam đơn 12 van nha các bác nhá. Động cơ cam đơn 12 van. Và bây giờ ta sẽ kiểm tra hơi thừa theo đúng quy trình. Với những cỗ máy mà 15 năm rồi, chắc chắn là phải kiểm tra hơi thừa. Xem nào.
ui ôi, này, không hề có một tí hơi thừa nào luôn. Đấy, không có hơi, không có khói nha các bác ạ. Đấy, máy rất là mượt luôn. Và khô sạch, không hề dầu mỡ các bác nhìn này. Đấy, không hề có dầu mỡ bám ra nhá. Máy rất là khô. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng, máy chạy êm, phải nói con này máy êm cực kỳ luôn. Và đặc biệt là bác nào mà mua về sử dụng gia đình thì quá là ngon. Vâng, máy êm thì thầm luôn. Thì thầm mùa xuân. Vâng, và con này thì tư nhân chính chủ ngủ trong xe luôn, thế các bác yên tâm. Vâng. Đấy. Sườn thì cũng tương đối thôi, theo thời gian rồi. Có một chút tí tẹo teo teo, không ảnh hưởng gì đến chất lượng của sản phẩm cả. Cabo thì cân đối hài hòa. Đấy, cabo gõ rất nhẹ nhàng, êm luôn. Đấy, và nghe không? Kéo cò nào. Kéo cò này. Đấy, em chạy tua cao như thế mà máy không hề rung một tí nào luôn. Đấy, hàng máy ngon, máy chất nó phải như thế này. Hàng hiếm kiếm đâu ra bây giờ. Đảm bảo cho các bác, đố có con xe nào ăn được con này. Về độ chất của máy, hàng hiếm luôn. Vâng, máy thì cực kỳ ngon, được bảo dưỡng định kỳ tại Ford cơ mà. Và hôm nọ thì em có một cái quyển sổ cho các bác xem cái lịch bảo dưỡng của chiếc xe này đó. Vâng, chủ cũ người ta bảo dưỡng, người ta còn ghi lại luôn. Hình như là để ở đây sao ấy. Vâng, đây này, có hẳn một quyển sổ luôn, ghi rõ là bảo dưỡng. Đây các bác nhìn này, thay dầu Everest 2006 2 ấy, ghi rõ ràng luôn ngày bao nhiêu này. Đấy bác nhìn thấy chưa, chủ người ta giữ gìn, người ta ghi cẩn thận như thế này mà. Đấy, úi giời, thay dầu còn ký tên đàng hoàng luôn. Đấy, bác biết là khi mà người ta đã thay dầu mà người ta ký tên như thế này là các bác biết là người ta phải nói là người cẩn thận như thế nào chưa. Đấy, một chiếc xe chất lừ, úi giời, bay tận ra bên đấy rồi. Rồi, gầm bệ chắc chắn, không lỗi lầm. Đấy, xe đẹp xuất sắc mà giá chỉ có 166 triệu đồng. Vâng, 166 ấy nhá, không phải 266 đâu. Rẻ như cho luôn. Rồi, số nào. Hạ kính cho ngay cho nó mượt mà. Xe mà không lỗi lầm thì đạp ga, ui, cồn nhẹ lắm. Con này cồn số ngọt ngào nhẹ luôn. Mỗi tội là không có cam lùi thôi. Hàng hiếm kiếm đâu ra bây giờ. Ui, em đạp ga cái mà nó không hề có ấy. À, té là em quên không hạ phanh tay. Đây nhá, em hạ phanh tay rồi thì không có lỗi lầm gì nhá. Đấy, hạ hàng ghế xuống. Quay cho nó sung sướng cuộc đời. Đấy, sao nào. Máy số thì khá là ngon. Úi xa. Độ cua rất là tốt luôn. Đấy, bốc lắm các bác ạ. Em ga nhẹ lên cái mà bốc kinh khủng luôn. Số sang số rất là nhẹ nhàng. Và đặc biệt đấy các bác nhìn đường ấy, em chạy rất là ngon luôn. Không hề lỗi lầm nhá. Đấy, gió mát trong xe luôn. Em mở ra để căn bản là tầm này gió rất là mát. Mở ra cho nó thoải mái thôi, chứ còn điều hòa thì mát lạnh rồi. Các bác thích thì có thể hạ điều hòa xuống. Đấy, bật điều hòa và kéo cửa kính lên. Đường này nó hơi vòng vèo một chút nên là mình đi nó cũng phải đánh võng ra đường. Em kéo kính lên, úi giời mát lạnh luôn. Xe không hề lỗi lầm một chút nào. Máy số thì êm mượt và động cơ thì chạy êm như người ta gọi là như chó thở. Vâng. Và những bác nào yêu thích cái dòng xe này, alo ngay cho em Vũ Duy Auto qua số điện thoại 0869158926. Ôi rẽ vào đây ông đổ xăng ông lại tưởng là nhảy vào đổ dầu. Vâng, con này chạy xăng nha các bác nhá. Chạy xăng lên máy rất êm luôn. Đấy. Tua luôn. Và máy thì chạy rất là chắc khỏe. Vâng, dòng máy xăng thì nó khỏe hơn máy dầu rồi. Đi thì mượt mà và khả năng tăng tốc rất là tốt. Vâng, cảm ơn các bác cũng đã quan tâm và theo dõi chia sẻ kênh giúp Vũ Duy Auto. Cảm ơn các bác theo dõi đồng hành. Đấy, cảm ơn các bác ngó nghiêng con xe này cho em một chút. Vâng, xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo. Ford Everest 2006 máy xăng một cầu 2.4 khỏe bền chắc chắn và giá chỉ có 166 triệu đồng, rẻ như cho đang có mặt tại Vũ Duy Auto. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào. Ui, con này lái ngon ngật, chạy chắc.